Đây là cái bộ tay cửa của bên em nha anh nhé. Đây là phần tay cửa lái này. Đó. Đây là các cái nút công tắc cửa này. Đây nút công tắc cửa này. Riêng về cái phần tay cửa này thì bình thường những chỗ khác thì người ta chỉ bán cái phần tay phía trong này thôi. Riêng bên em thì có đủ cả cái phần nhựa phía ngoài này luôn và phần phía trong này luôn. Nên khi mà cái phần phía trong của mình đã bị lão hóa nhé, thì là nó nhem ra cái phần ngoài này. Nếu mình chỉ thay phía trong thôi mà không thay phía ngoài thì nó rất là xấu. Nên đây là một cái bộ cực kỳ là đầy đủ, bao gồm cả phía ngoài, phía trong, zin luôn, mình thay zin luôn. Và nó bằng như ABS, cực kỳ bền. Mình để trời nắng thoải mái luôn. Nó khác với cả cái nhựa cao su non là mình cầm mới chảy ra. Thì cái này nó bằng nhựa ABS nên cực kỳ bền. Ngoài thì nó bằng da, trong thì nó bằng nhựa ABS. Đó. Nó không bị lão hóa, không sợ bị lão hóa. Nó có một cái nhược điểm so với cái đồ zin là nó bằng nhựa ABS cho nên nó hơi trơn. Còn nếu mà bằng cao su lon ấy thì là nó sẽ cầm nó bám hơn. Nhưng ưu điểm của nó là cực kỳ bền, cực kỳ xịn. Đấy. Nó sẽ bao gồm 1, 2, 3 tay cửa và một tay cửa lái cộng với cả ba cái nút công tắc này. Ba cái nút công tắc này, 1, 2, 3 cái nút công tắc này. Công tắc này là vừa zin luôn nhé, khác với cả hàng nhập từ Trung Quốc. Đây là bản cao cấp cho nên là nó sẽ vừa luôn với cả cái công tắc cửa của mình luôn.